tôi được tặng giày, một đôi giày rất đẹp. Đây là đôi giày nước Barcelona đinh dài. Đây là hàng của Adidas. Hàng là Adidas. Có dấu X ở đây. Bây giờ mình sẽ đeo thử. Đôi giày bao nhiêu đinh? Đôi giày 11 đinh nha các bạn nhé. Các bạn đếm đinh này. Size bao nhiêu? Size của mình là mình đi size 36. Đây này. Bạn Thanh Dương ơi, bạn đôi giày bạn mua ở đâu thế? Gần trung tâm. Đôi giày này thì có mấy số? Dạ. Có mấy bạn? Có hai bạn, hai màu. Thế đôi của bạn là bạn thứ hai à? Thế thì đúng là hàng độc nhỉ? Hàng hiếm trên thế giới. Đây là bạn xoài cứ te te đó quên.